Chào mừng các bạn đã đến với kênh The Anh LDA. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng Bitget. Chúng ta sẽ có một chương trình iLoop nhân dịp chương trình sự kiện giao dịch future nhận MacBook và chia sẻ phần thưởng là $80.000 đang diễn ra. Với sự kiện ngày hôm nay thì bên Bitget Việt Nam đang có một cái chương trình iLoop khác để cổ vũ cho cái sự kiện này. Đó là chương trình tham gia giải đố để có thể nhận giải thưởng là 200 BGB đến từ nền tảng Bitget. Thời gian của chương trình thì sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 6 và những cái đáp án quiz các thứ thì mình đã chuẩn bị sẵn cho anh em rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái nhiệm vụ đơn giản là chúng ta sẽ chia sẻ một cái bài đăng ở trên Facebook và chia sẻ một cái bài đăng ở trên Twitter, cùng thời là test 3 người bạn trong phần comment của các cái bài viết này. Đấy, chúng ta sẽ lên lần ta này. Các bạn ấn like và nút chia sẻ. Rồi trên Twitter thì chúng ta sẽ like và chia sẻ bài đăng. Ở đây thì chúng ta sẽ đính kèm. Chúng ta sẽ test bài Slam Twitter. Đây chúng ta sẽ bình luận phía dưới này. Ở đây các bạn nhớ test vào người dùng nhé, test 3 người dùng. Anh đấu rồi. Đi vào đây mẹ thay quần áo cho đi ngủ coi ơi. Rồi. Đây chúng ta sẽ test các user ở trên Facebook và trên Twitter này, test người dùng. Bây giờ các bạn sẽ điền tài khoản UID của tài khoản Bitget cho mình nhé. Mẹ ấy đây, mẹ đi ngủ đây. Mẹ đi ăn kẹo đây. Đây chúng ta sẽ copy UID chúng ta paste vào này. Rồi, ở đây thì có một ảnh chụp màn hình chia sẻ. Thực ra thì nó chỉ cần chia sẻ, chúng ta chia sẻ trên Facebook hoặc là trên Twitter đều được. Đấy. Ở đây thì mình sẽ chụp ở trên cả Facebook nữa đi. Nát thế nhỉ? Thôi, nếu mà Facebook lag quá thì mình sẽ chuyển sang Twitter mình chụp ảnh màn hình. Đây anh em này, chúng ta sẽ chụp này màn hình này. Rồi lúc này thì các bạn sẽ lột cái ảnh vào trong cái form của nó nhé. Rồi các bạn gửi form lên là xong. Ok, và rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình iLoop. Chương trình iLoop trên nền tảng Bitget với dự án iLoop dành cho cộng đồng Việt Nam, phần thưởng là 200 BGB. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.